AK shop thì anh em video review Acer 150 với phần mặt nạ mắt cuốn solar với một bên hai led lucinon, gương cầu led lốc xoáy và một bên quả tiết led LED. Khi bạn mở chìa khóa xe, lúc này led LED cùng với gương cầu led lốc xoáy và lucinon sáng ở chế độ dummy. Và lưu ý đây là mẫu mắt cú solar dùng gương cầu led, khác hẳn với kiểu mắt cú dùng đèn u quẩy. Phần quả tiết led LED cũng như màu sắc led cùng với màu sắc gương cầu led cùng với màu sắc lucinon, các bạn có thể tùy chọn theo cầu khi lắp đặt. Trên video các bạn đang xem lúc này là gương cầu led xanh đỏ kết hợp lucinon xanh cùng với quả tiết led LED trắng kết hợp led LED đỏ. Video review Acer 150 với phần mặt nạ mắt cuốn solar bao gồm một gương cầu led lốc xoáy, hai led lucinon, phần quả tiết led LED kết hợp led LED.